Manchester United tiếp đón Liverpool tại thánh địa Old Trafford trong trận derby nước Anh. Salah đã sẵn sàng, Bruno cũng đã sẵn sàng và chúng ta cũng đã sẵn sàng cho trận đại chiến này. Cuối tuần này, sân khấu Premier League sẽ rực cháy hơn thường lệ, đơn giản là bởi tất cả những người hâm mộ bóng đá đều mong chờ được theo dõi một trong những cặp đấu kịch tính nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. Trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United. The Kop dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Arne Slot đang trải qua những tuần trăng mật đẹp như mơ khi họ thể hiện một lối chơi tấn công sắc bén và tinh thần thi đấu kiên cường. Ngược lại, bầu không khí ở Old Trafford đang trở nên rất u ám khi Erik ten Hag vừa nhận thất bại muối mặt trước Brighton. Nghe thì có thể thấy quỷ đỏ đang thất thế hơn, nhưng vì 3 điểm và trên hết là vì danh dự. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu mà không một kịch bản nào có thể được dự đoán trước. Khi nhắc đến những trận derby nước Anh, nhiều fan của Quỷ Đỏ sẽ chẳng thể nào quên đi vết nhơ khó gột rửa mang tên 07, trận thảm bại khó có thể chấp nhận trước Liverpool. Tuy vậy, dù mạnh yếu từng lúc khác nhau, Quỷ Đỏ vẫn chẳng phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt trong những cuộc chạm trán với đội bóng vùng Merseyside. Không tin thì hãy thử hỏi người hâm mộ của The Kop mà xem, đội bóng của họ có thể đánh bại Man United lần nào mùa giải trước hay không. Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trong vài năm qua đã trở thành một trong những chương hồi kịch tính nhất của bóng đá Anh. Đặc biệt trận thua 0-7 của Man United vào tháng 3 năm 2023 đã khắc sâu vào tâm trí của những người hâm mộ. Trận thua này không chỉ là một thất bại nặng nề mà còn là một vết nhơ khó phai trong lịch sử của Manchester United, biến họ thành trò cười trên khắp các trang mạng xã hội. Đối với những người hâm mộ Quỷ Đỏ, đó là một ngày đen tối, một trận đấu mà họ muốn quên đi nhưng không thể. Trong trận đấu đó, Liverpool đã thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình bằng một màn trình diễn không thể chê vào đâu được. Những ngôi sao như Mohamed Salah, Cody Gakpo và Darwin Núñez đã khiến hàng thủ của Manchester United phải tan vỡ hoàn toàn, ghi bàn thắng liên tiếp và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để gượng dậy. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên tại Anfield, Liverpool đã biến trận đấu thành một buổi tập dượt tấn công và kết quả 7-0 đã đi vào lịch sử như là trận thắng lớn nhất của Liverpool trước Manchester United. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Manchester United không hề bị lấn át hoàn toàn trong những cuộc đối đầu với Liverpool. Thực tế, Quỷ Đỏ đã biến thành cơn ác mộng của Liverpool trong mùa giải 2023-2024. Mọi chuyện bắt đầu với trận hòa không bàn thắng tại Anfield vào tháng 12 năm 2023. Trận hòa khiến cho đội trưởng Van Dijk vô cùng khó chịu bởi anh cho rằng Man United tử thủ vì sợ thua. Tiếp đến là chiến thắng 4-3 đầy kịch tính của đoàn quân Erik ten Hag tại FA Cup vào tháng 3 năm 2024. Và cuối cùng, trận hòa 2 đều trong tháng 4 đã làm tổn thương trực tiếp đến cơ hội vô địch của Liverpool. Những kết quả này đã chứng minh rằng dù có lúc gục ngã, Man United luôn biết cách đứng dậy và đáp trả mạnh mẽ trước đại kình địch. Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường, đó là cuộc chiến của danh dự, niềm tự hào và lòng tự tôn. Trong nhiều năm qua, dù phong độ của hai đội có lúc thăng lúc trầm, nhưng sự căng thẳng và quyết liệt của những cuộc chạm trán này chưa bao giờ giảm đi cả. Những trận đấu này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của mùa giải mà còn định hình tinh thần và bản lĩnh của cả hai đội bóng. Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội từ năm 2020 đến 2024, có thể thấy rõ sự biến động không ngừng và những kết quả đầy bất ngờ. Liverpool đã có những trận thắng đậm như 5-0 tại Old Trafford vào tháng 10 năm 2021 và 7-0 vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, Manchester United cũng đã ghi dấu ấn với những chiến thắng và kết quả quan trọng, đặc biệt là trong mùa giải 2023-2024 khi họ bất bại trong cả 3 lần đối đầu với Liverpool. Mỗi lần Liverpool và Man United gặp nhau, không chỉ có những bàn thắng và những tình huống gây tranh cãi, mà còn có những câu chuyện về tinh thần chiến đấu, sự kiên cường và lòng quyết tâm. Câu hỏi được đặt ra lúc này là, liệu Manchester United có thể tiếp tục chuỗi bất bại trước Liverpool, hay Liverpool sẽ tìm cách phục thủ và tái khẳng định sức mạnh của mình? Tất cả sẽ được trả lời vào cuối tuần này. Không chỉ trên mặt cỏ, cuộc đấu trí giữa Erik ten Hag và Arne Slot trên băng ghế chỉ đạo cũng sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua của trận đấu. Ten Hag đã có một mùa giải đầy biến động cùng Man United. Thời điểm hiện tại, chiến lược gia đang cố gắng ổn định lại đội bóng sau những thất bại đầu mùa. Trong khi đó, Slot đã nhanh chóng đưa Liverpool trở lại với cuộc đua vô địch bằng lối chơi tấn công rực lửa và phòng ngự chắc chắn. Và chính những phát biểu của Ten Hag khi Slot đảm nhận vị trí thuyền trưởng ở Liverpool đã khiến cho cuộc đối đầu này càng trở nên rực lửa hơn. Erik ten Hag được đưa về Old Trafford với kỳ vọng sẽ phục hưng Manchester United bằng lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ và tấn công đẹp mắt mà ông từng thành công tại Ajax. Nhưng những gì ông mang đến cho Quỷ Đỏ vẫn chưa đủ để làm thỏa mãn người hâm mộ. Sau 3 mùa giải, Ten Hag vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định. Chiến thắng trước Fulham ở trận mở màn mùa giải chỉ là một điểm sáng nhỏ trong bức tranh tổng thể khi Man United đã gục ngã trước Brighton ngay sau đó.
áp lực từ cả phía ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ đang đè nặng lên vai vị huấn luyện viên người Hà Lan. Đối diện với ông là Arne Slot, một cái tên mới tại Premier League nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn. Slot đã mang đến Liverpool một phong cách chơi đầy sáng tạo và linh hoạt. The Kop dưới sự dẫn dắt của Slot không chỉ biết chiến thắng mà còn thắng một cách đầy thuyết phục. Điều này đã được chứng minh trong trận giao hữu trên đất Mỹ, nơi Liverpool đánh bại đại kình địch Manchester United với tỷ số 3-0. Erik Ten Hag từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về đối thủ của mình. Mọi người đã quá ca ngợi Feyenoord một cách không cần thiết. Feyenoord chỉ ổn định nhưng không phải là đội bóng hàng đầu. PSV vượt trội hơn 2 bậc về mọi mặt, từ việc kiểm soát bóng, gây áp lực đến cường độ thi đấu. Những lời này không chỉ phản ánh sự tự tin của Ten Hag về đội bóng cũ của mình mà còn là một lời thách thức ngầm đến Arne Slot. Khi còn cùng làm việc ở Hà Lan, hai vị chiến lược gia đã có 4 lần gặp nhau với chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Slot dẫn dắt AZ Alkmaar và Ten Hag dẫn dắt Ajax trong mùa giải 2019-2020. Trong hai trận đấu đó, Slot đã tạo nên bất ngờ khi giúp AZ Alkmaar giành chiến thắng cả hai trận với các tỷ số là 1-0 và 2-0, đánh bại Ajax ngay trên sân nhà Johan Cruyff Arena. Tuy nhiên, Ten Hag đã lấy lại thế trận trong hai cuộc đấu tiếp theo khi ông dẫn dắt Ajax đối đầu với Feyenoord của Slot trong mùa giải 2021-2022. Ajax đã giành chiến thắng 2-0 trên sân khách De Kuip và sau đó lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà Johan Cruyff Arena. Trận đấu cuối cùng giữa hai người đã trở thành một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính, với Ajax vượt lên nhờ bàn thắng muộn của Antony ở phút 86 trước khi anh bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ đỏ. Đối với Arne Slot, trận đấu này là cơ hội vàng để ông khẳng định bản thân và chiến lược của mình tại Liverpool. Chiến thắng trước Manchester United không chỉ giúp Slot củng cố vị thế của mình mà còn tiếp thêm động lực cho toàn đội trong cuộc đua vô địch. Kết quả trận đấu này sẽ không chỉ quyết định số phận của Man United và Liverpool trong mùa giải này mà còn là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của cả hai vị huấn luyện viên. Một chiến thắng sẽ giúp Slot khẳng định vị thế của mình tại Premier League, trong khi một thất bại có thể khiến Ten Hag đối mặt với nguy cơ mất đi sự tín nhiệm từ cả ban lãnh đạo và người hâm mộ. Mùa hè vừa qua, Man United đã thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý, đáng kể nhất là Joshua Zirkzee, Matthias De Ligt và Nuzhai Mazraoui. Những tân binh này được kỳ vọng sẽ đem lại sự mới mẻ và sức mạnh cho đội hình Quỷ Đỏ. Trong khi đó, Liverpool cũng đã kịp đem về tân binh Chiesa sau một mùa hè yên ắng. Những cái tên kể trên tuy không còn xa lạ nhưng lại đang rất được mong đợi sẽ tạo ra những tác động lớn trong mùa giải này. Trận derby này sẽ là cơ hội để những tân binh này khẳng định giá trị của mình trong mắt người hâm mộ và giới chuyên môn. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua màn đối đầu giữa các tân binh đến từ hai đội bóng. Mặc dù thành thật mà nói, kỳ chuyển nhượng của cả hai đội đã diễn ra theo những chiều hướng trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng sau tất cả, đó lại là thứ khiến chúng ta phải trông đợi trận derby nước Anh sắp tới. Đây không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng lớn nhất nước Anh, mà còn là sân khấu để những gương mặt mới khẳng định mình. Manchester United đã có một kỳ chuyển nhượng sôi động với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng. Đầu tiên phải kể đến Manuel Ugarte, người được xem là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất để hoàn thiện đội hình trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ người Uruguay được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, Nuzhai Mazraoui đang là tân binh nổi bật nhất của Man United khi đã có màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa. Cầu thủ người Maroc đã chứng minh được giá trị của mình khi liên tục có những pha leo biên nguy hiểm, đóng góp lớn vào mặt trận tấn công của đội nhà. Matthijs de Ligt và Lenny Zoro, hai trung vệ mới gia nhập vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện. De Ligt cần thêm thời gian để hòa nhập, trong khi Zoro đáng tiếc phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương. Tuy nhiên, điểm sáng trong đội hình của Man United chính là Joshua Zirkzee, người đã có màn ra mắt đáng nhớ khi ghi bàn duy nhất giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0 trước Fulham ở lượt trận mở màn. Dù vậy, Zirkzee cũng chính là người vô tình khiến bàn thắng của Alejandro Garnacho bị từ chối do lỗi việt vị trong trận thua trước Brighton vừa qua. Ở phía đối diện, Liverpool đã không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn có những nước cờ quan trọng. The Kop đã có được sự bổ sung tân binh quan trọng với Georgi Mamardashvili, thủ môn trẻ tài năng từ Valencia. Tuy nhiên, thủ thành người Croatia chỉ có thể cập bến sân Anfield vào mùa hè năm sau khi tiếp tục thi đấu dưới dạng cho mượn tại Valencia. Ngoài ra, Federico Chiesa từ Juventus cũng là bản hợp đồng đáng chú ý khác, hứa hẹn mang lại sức sống mới cho hàng công của đội bóng. Mặc dù Chiesa có thể chưa ra sân ngay ở trận này, nhưng sự có mặt của anh đã tạo nên sự háo hức từ người hâm mộ và lời cảnh báo cho các đối thủ về tham vọng của lữ đoàn đỏ. Nhưng có lẽ tân binh đáng chú ý nhất của Liverpool chính là huấn luyện viên Arne Slot. Dưới sự dẫn dắt của ông, The Kop đã có khởi đầu hoàn hảo với những chiến thắng ấn tượng trước Ipswich Town và Brentford. Slot đã mang đến một phong cách chơi bóng mới mẻ, được gọi là Slot Ball, với sự cải thiện rõ rệt về mặt chiến thuật và hiệu quả. Trận đấu tới đây sẽ là cuộc so tài không chỉ giữa những cầu thủ mới mà còn là bài kiểm tra về chiến thuật giữa hai huấn luyện viên.
Trận đấu này chắc chắn sẽ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt ở khu trung tuyến, nơi mà cả hai đội đều sở hữu những tiền vệ chất lượng. Một trong những câu hỏi lớn nhất trước trận đấu là liệu Manuel Ugarte, người vừa cập bến Old Trafford từ Paris Saint-Germain, có thể ra sân để giúp đỡ đội bóng mới hay không. Sự có mặt của Ugarte sẽ giúp Quỷ Đỏ gia cố khả năng phòng ngự từ xa, đồng thời tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Nói đúng ra thì tiền vệ người Uruguay có thể là tác nhân đem đến sự khác biệt cho Man United trong trận derby nước Anh. Không thể bỏ qua cuộc chiến ở tuyến giữa, khu vực luôn được xem là chìa khóa quyết định cục diện trận đấu. Đặc biệt hơn khi cả hai cũng đã có những sự thay đổi nhất định ở vị trí này so với những màn đối đầu trước đó. Liverpool dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arne Slot đã có những sự thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt việc Gravenberch đảm nhận vai trò tiền vệ trụ sau khi đội bóng thất bại trong việc chiêu mộ Martin Zubimendi đã mang lại một làn gió mới cho hàng tiền vệ của The Kop. Gravenberch đã ra sân liên tiếp trong 3 trận gần nhất ở vị trí này, tạo ra sự ổn định cần thiết và giúp Liverpool duy trì lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ. Bên cạnh đó, cặp tiền vệ Alexis Mac-Allister và Dominic Szoboszlai vốn đã thể hiện được đẳng cấp của mình, mang đến sự sáng tạo và linh hoạt trong lối chơi. Về phía Manchester United, mặc dù vừa đón tân binh Manuel Ugarte, nhưng khả năng anh ra sân trong trận đấu với Liverpool vẫn còn bỏ ngỏ. Theo lời huấn luyện viên Erik ten Hag, Ugarte có thể sẽ góp mặt trong trận đấu nếu anh có đủ thời gian tập luyện cùng đội bóng. Tuy nhiên, khả năng cao là tân binh người Uruguay sẽ chỉ được tung vào sân khi Quỷ Đỏ đang gặp bất lợi lớn. Ten Hag chia sẻ nếu Manuel tập luyện cùng đội thì cậu ấy có cơ hội tốt để tham gia vào cuộc đụng độ vào chủ nhật này. Có thể cậu ấy sẽ được tôi đưa vào thay cho Mason Mount hoặc Marcus Rashford khi chúng tôi đang bị dẫn trước 4-0 và còn 10 phút nữa. Nếu Manuel Ugarte không kịp góp mặt, tuyến giữa của Manchester United có thể dựa vào sự kết hợp giữa Casemiro, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes. Casemiro với kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu xuất sắc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn chặn những đợt tấn công của Liverpool. Trong khi Mainoo sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân, còn Bruno Fernandes sẽ tiếp tục vai trò sáng tạo và điều tiết nhịp độ trận đấu. So với tuyến giữa của Liverpool, Man United sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi đội hình của Arne Slot không chỉ có khả năng kiểm soát bóng tốt mà còn rất linh hoạt trong cách triển khai tấn công. Ryan Gravenberch đã thích nghi nhanh chóng với vai trò tiền vệ trụ, giúp Liverpool duy trì sự ổn định và bền bỉ trong lối chơi. Mac-Allister và Szoboszlai sẽ tận dụng mọi cơ hội để phá vỡ hàng phòng ngự của Man United, tạo nên một cuộc chiến thực sự khốc liệt ở khu vực giữa sân. Với tất cả những yếu tố đó, cuộc đại chiến tuyến giữa Man United và Liverpool sẽ là tâm điểm của trận đấu, nơi mà sự sáng tạo và khả năng kiểm soát bóng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Trận derby nước Anh luôn là sân khấu cho những ngôi sao lớn tỏa sáng, nhưng ai sẽ là người được kỳ vọng nhiều nhất trong trận đấu này? Vẫn còn đó những cái tên quen thuộc như Bruno Fernandes, Mohamed Salah hay Marcus Rashford. Nhưng còn những cầu thủ nào có thể làm nên điều đặc biệt đây? Từ hàng công đến hàng thủ, những nhân tố như Diogo Jota hay tân binh Matthijs de Ligt của Man United đều có khả năng tạo nên bất ngờ. Vậy thì chúng ta có thể trông chờ vào những cái tên nào có thể tạo ra điểm nhấn cho trận đấu rất được mong chờ này? Đây còn là cuộc chiến sân khấu cho những ngôi sao sáng giá nhất của mỗi đội thể hiện đẳng cấp, đặc biệt là bên phía Man United khi mà họ đang bị đặt ra rất nhiều nghi ngờ sau thất bại vừa qua. Đầu tiên phải nhắc đến Bruno Fernandes, đội trưởng Quỷ Đỏ vẫn là trái tim trong lối chơi tấn công của Manchester United. Dù đội bóng chưa có được sự khởi đầu như mong đợi, sau hai trận đấu đầu tiên, Bruno vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo, một phần do hàng công của Man United thiếu sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận tầm quan trọng của anh. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1,26 và kiến tạo kỳ vọng là 0,76, Bruno đang là nguồn sáng tạo chính của đội bóng. Trong khi đó, Nuzay Mazraoui đã chứng minh mình là một bản hợp đồng chất lượng cho Manchester United. Tân binh người Maroc đã có một khởi đầu ấn tượng khi không chỉ vững chắc trong phòng ngự mà còn cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Sau trận đầu tiên giữ sạch lưới, Mazraoui đã có pha kiến tạo quan trọng cho Amad Diallo trong trận đấu với Brighton, giúp đội bóng tạm thời gỡ hòa. Sự ổn định và khả năng đóng góp ở cả hai đầu sân của Mazraoui đã nhanh chóng giúp anh chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Erik ten Hag và người hâm mộ. Phía Liverpool, Mohamed Salah tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp dù đã bước sang tuổi 32. Với hai bàn thắng và một pha kiến tạo sau hai trận đầu mùa, Salah tiếp tục duy trì chuỗi trận đóng góp và bàn thắng ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh kể từ khi anh gia nhập Liverpool vào 7 năm trước. Dù tuổi tác có thể bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực, nhưng kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội của chân sút người Ai Cập vẫn là vũ khí lợi hại mà Quỷ Đỏ sẽ phải cảnh giác. Bên cạnh đó, Diogo Jota đang trở thành mũi nhọn tấn công chính dưới thời Arne Slot thay vì Darwin Núñez như trước. Tiền đạo người Bồ đã có một bàn thắng và một kiến tạo sau hai trận đấu và anh cũng được Slot sử dụng rất thận trọng khi thường xuyên được rút ra nghỉ sau phút 70 để tránh nguy cơ chấn thương tái phát. Jota đã từng phát biểu rằng anh hoàn toàn thoải mái với vị trí mới của mình dưới thời của Arne Slot, nơi anh có thể chờ đợi những cơ hội để dứt điểm từ trung tâm hàng công, khác với việc thường xuyên phải giạt cánh dưới thời của Jurgen Klopp.
Trận derby nước Anh cuối tuần này không chỉ là một trận đấu thông thường mà là cuộc chiến của danh dự, của tham vọng và của lòng tự tôn. Liverpool đang tìm cách khẳng định sự thống trị của mình, trong khi Man United muốn chứng tỏ họ đã sẵn sàng trở lại với đỉnh cao với những gì đã diễn ra trong quá khứ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả hai đội. Trận đấu này chắc chắn sẽ là một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất của mùa giải. Anh em nhận định thế nào về kết quả cuối cùng của trận đấu? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh của bình luận viên Anh Quân.